ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn, kính thưa pháp quyến, thì theo đi diệu huệ cùng tất cả các quý Phật tử tham dự lễ tưởng niệm. Hôm nay tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ tưởng niệm tỳ kheo ni diệu huệ tại khu vực lễ tang trong công viên của chùa Giác Ngộ. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài cách chết, trung ngũ, thành tử nghiệp và cảnh giới tái sanh. Chọn đề tài này để tưởng niệm sư cô Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới Diệu Huệ, nhằm giúp cho tất cả chúng ta ôn lại những đóng góp mà sư cô Diệu Huệ đó đã cống hiến trong vòng 25 năm xuất gia, và đồng thời như là một sự nhắc nhở thân bằng quyến thuộc về những việc cần làm nhằm giúp cho sự giảng sinh của sư cô đó trở nên tốt đẹp. Và rộng hơn nữa đó, thì tăng ni Phật của chúng ta ôn lại những lời dạy vàng học của Đức Phật về vấn đề chết và tái sinh. Điều một, cách thức qua đời. Trong hơn 20 bài giảng về đối diện cái chết và tái sinh xuất bản thành quyển Đối diện cái chết, chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến bốn cách thức chết được Đức Phật nêu ra trong kinh Tạng Pali. Chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do tuổi thọ và nghiệp cùng hết, và chết do một tác động tiêu cực ngược lại với sự sống. Phần sớ giải của kinh Tạng Pali đó đưa ra một ẩn dụ về bốn loại hình cái chết vừa nêu, giống như là một cây đèn cầy. Khi toàn bộ sáp đã chảy hết thì dầu tim vẫn còn, đèn cầy sẽ tắt. Hình ảnh này tượng trưng cho chết do tuổi thọ kết thúc, sáp tượng trưng do tuổi thọ. Tình huống thứ hai giống như một cây đèn cầy, sáp vẫn còn nguyên nhưng mà sợi chỉ tạo ra cái tim của cây đèn cầy đó bị lụng bại, và do đó lửa không thể tiếp tục được cháy. Điều này tượng trưng cho chết do hết nghiệp, tức là các hoạt động của cơ thể bao gồm mà não bộ rồi tim, các tế bào bị hư hoại, cho nên cái chết diễn ra. Tình huống thứ ba là giống như cây đèn cầy, sáp và tim cùng chảy hết, tượng trưng cho một người đã có tuổi thọ từ 70 trở lên, chứ đã trải qua cả một kiếp người và thân tàn sức khỏe đó ngày càng kết thúc, thì sự chết diễn ra như là một quy luật. Thì trong ba trường hợp nêu trên á, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết á,
là một phúc duyên. Và do đó đó, phần lớn những người chết trong tư thế này đó hiếm khi rơi vào trạng thái tiếc nuối hay là chấp trước về tình yêu, tình thương, các cái sở hữu là con cháu, thân bằng quyến thuộc, nhà cửa, tài sản, danh dự, những dự án kế hoạch đang còn dở dang. Tình huống thứ tư đó cũng giống như có một giọt gió thật là mạnh thổi ngang qua cây đàn cày, dầu sáp và tim vẫn còn nhiều và rất tốt. Đàn cày không thể tiếp tục tồn tại bởi cơn gió lốc. Điều này đó được kinh điển Bali và Đại Thừa lý giải, đó là những tình huống chết ngang xương, hay còn gọi là hoạn tử, cái nghiệp và tuổi thọ chưa kết thúc. Loại hình chết này rất là đa dạng: chết rơi máy bay, chết chìm ở sông nước, chết tai nạn giao thông, chết bởi thú dữ ăn thịt, chết bởi những cái bệnh không ra đâu nhưng mà bác sĩ đó lại không tìm ra được nguyên nhân chính của bệnh, hoặc là chết dưới các hình thức tự tử do tuyệt vọng. Tất cả những loại này đó cho thấy rằng là cái nghiệp sự sống vẫn còn, thọ mạng vẫn còn, và tác động ngược chiều với sự sống diễn ra mạnh quá, cho nên người đó đó trở thành người thiên cổ. Và trong buổi hôm nay đó, tôi xin giải thích thêm hai tình huống cái chết bởi những cái sự kiện diễn ra đó xung quanh chúng ta và gây ra rất nhiều các cái thắc mắc. Mà nếu không lý giải đúng đó thì một số người đó mê tín đó bị khủng hoảng niềm tin. Trường hợp một đó, sự ra đi của Tỳ Kheo Ni Diệu Huệ. 3 ngày vừa qua, khi con cháu đưa sư cô vào trong bệnh viện Chợ Rẫy thì sức khỏe vẫn còn rất ổn định, tinh thần của sư cô rất minh mẫn, sự chịu đựng nỗi đau rất là tích cực, không hề có bất kỳ một lời than vãn nào hết đó. Sáng hôm qua 11 tháng 6 2016 thì buổi sáng vẫn còn ổn định, vài giờ đồng hồ gần giữa trưa đó thì bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Ngày 10 tháng 6 đó thì con trai trưởng của sư cô đó và một số thân bằng quyến thuộc đã gặp tôi để thảo luận, thì tất cả đều nhất trí đó là không phải làm sinh thiết theo đề nghị của bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Lý do là đó, khi ung thư máu được phát hiện ở giai đoạn cuối đó, mạng sống của con người đó được rút ngắn trong vòng chỉ có vài ngày thôi, và sinh thiết ở trong tình huống này đó chỉ là một cái nghiên cứu tình huống bổ sung vào cái chuỗi nghiên cứu mà rất nhiều các bác sĩ nghiên cứu có đẳng cấp đó, ở trong nước và nước ngoài đó thường tiến hành làm để tạo thêm một kiến thức tham khảo bổ sung vào lĩnh vực điều trị bệnh để sau này tạo ra cái phác đồ điều trị. Ở tuổi lớn đó thì sinh thiết nó tạo ra cái nỗi đau trên cơ thể mà cái cơ hội sống còn đó là được treo ở trên tích tắc của thời gian thôi. Cho nên gia đình và chùa đã quyết định đó, đưa sư cô về. Vì quyền dụng của sư cô đó là được trút hơi thở trong khuôn viên của ngôi chùa, có tăng đoàn hộ niệm để tâm được thanh thản. Sự ra đi đó diễn ra một cách nhẹ nhàng.
Ung thư máu là một trong những chứng bệnh dẫn đến cái chết rất là nhanh. Và sau khi tăng đoàn làm lễ hộ niệm, tôi đã nhắc nhở những điều tinh yếu của chánh niệm mà những người xuất gia đó đều đã nằm lòng. Thì lời nhắc nhở đó như là một cái sự hỗ trợ rất là tích cực, để người đối diện trước cái chết đó vẫy tay chào với sự tiếc nuối sự sống, không còn nỗi sợ hãi và bất kỳ một cái quan tâm gì đối với trần thế này. Thì nội dung hộ niệm đó chỉ đơn giản có ba thứ thôi, tức là nhắc nhở rằng vô thường là một quy luật về thời gian, vô ngã là quy luật về phương diện vật chất, trong đó có cơ thể. Cho nên người tu học Phật đó, hay là khi đạt được cái ngưỡng cửa ở tuổi 75, không có gì để phải lưu luyến nữa, và đồng thời phải thực tập rằng là thân thể này khi còn sống cũng như là thi thể sau khi chết đó, không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhờ đó, đó một mặt đó, bệnh nhân sẽ không có đánh đồng nỗi đau trên thân là tôi đang đau, nỗi luyến tuyết sự sống, thân bằng quyến thuộc, gia tài sự nghiệp là sở của tôi đó, là một nỗi đau về tâm lý. Thì thực tập đó rất là cần thiết, mà chúng ta cần phải làm quen khi còn khỏe, để khi vô thường đến với mình và người thân đó, không có trở nên lính quýnh, lo lắng, căng thẳng, hoang mang, sợ hãi. Nhờ đó đó, chúng ta dễ dàng đó có được cái chết an lạc, hoặc là giúp đỡ cho người ta chúng ta đạt được cái trình độ ra đi nhẹ nhàng đó. Thì chết từ bệnh ung thư máu đó được xem là một cái chết rất nhanh, mà theo tôi đó, nó được quyết định bởi lối sống. Lối sống của con người thì nó được cấu thành từ lúc lọt lòng mẹ, trải qua mấy chục năm mà chúng ta có mặt ở trong đời, bao gồm chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, môi trường sống, thể dục thể thao, làm chủ hay là thiếu sự làm chủ, thái độ, cảm xúc, tâm tư và nhận thức. Thì tất cả những thứ này nó tạo thành là cách sống, và cách sống đó quyết định rất quan trọng về cách chết của con người. Những bệnh viện tiên tiến trên thế giới như là những bệnh viện của Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Canada đều phải đành bó tay trong rất nhiều các tình huống, nghĩa là bị thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân chính của bệnh, và đã bị thất bại trong việc xác định cái bệnh mà bệnh nhân đang vướng kẹt là gì. Hệ quả tất yếu của sự yếu kém về y khoa này đó dẫn đến tình trạng đó, vào những ngày cuối đời của người đang đối diện trước cái chết đó, thì một số bác sĩ mới bắt đầu phát hiện ra, và khi phát hiện ra bệnh đó, thì người đó, đó đã không còn cơ hội gì để mà vượt qua được. Tùy theo từng chủng loại bệnh mà cái chết nó diễn ra với con người, hoặc là nhanh hoặc là chậm. Trong tình huống nếu cái chết diễn ra với người thân của chúng ta hoặc là tu sĩ đó, thì chúng ta đừng có mê tín rằng nghiệp của người này nặng quá cho nên á phải kéo dài cái tuổi thọ. Trong tình huống sống cũng không được mà chết cũng không yên, tức là chúng ta có khuynh hướng là lý giải dựa trên nền tảng là tội nghiệp hóa,
người đang đối diện cái chết, hoặc là chúng ta lý giải theo cái cảm xúc của mình, đăng ký đó không nắm vững được cái quy luật, cái nhân quả chi phối cái sự sống và cái sống của chúng ta. Cho nhỏ lại để khỏi hú, nhỏ chút xíu lại để khỏi hú. Do đó đó là trong trường hợp của sư cô Diệu Huệ thì cả gia đình, tăng đoàn và các Phật tử chùa Giác Ngộ như có một cái nguồn an ủi lớn, đó là đối diện trước cảnh sanh ly và tử biệt thì thông thường đó, với cái tình người, tình đạo thì người còn sống bao giờ đó cũng dành những cái tình cảm cao quý dành cho người đang ra đi. Và rồi đó, khi mà mình nhìn thấy cái cách ra đi rất nhanh chóng, rất nhẹ nhàng, rất thư thái, chúng ta cảm thấy rằng là cái thành quả tu học 25 năm với tư cách là người xuất gia và thêm mấy chục năm với tư cách là Phật tử hoàn toàn là xứng đáng, không có gì lụa hết á. Cho nên á, chúng ta nhanh chóng vượt qua được nỗi khổ niềm đau về cái chết của người thân. Sau khi nghe tư vấn và lắng nghe thời kinh A Di Đà bản dịch nghĩa, sư cô bắt đầu mở mắt ra nhìn thầy và nhìn tăng đoàn, nhìn những người thân. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà được cất lên, thì lúc đó đó sư cô đã trút hơi thở cuối cùng nè. Thì vấn đề này chúng ta có thể lý giải rằng là trong suốt một tiếng hộ niệm đó, mặc dầu mắt đang nhắm, sư cô đã cảm nhận được rất rõ lời nhắc nhở tư vấn của tôi, lời hộ niệm của tăng đoàn và những người thân. Cho nên sư cô đã tập trung để nghe. Và giờ cái nghe đó đó, những cái nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, hoang mang mà thông thường đó khi đối diện trước cái chết, vì thiếu sự làm chủ cảm xúc đó, phần lớn người đời thiếu tu Phật đó thường gặp phải. Sư cô đã vượt qua được những trạng thái cảm xúc đó rất là dễ dàng và ra đi rất nhẹ nhàng. Đó là lý do mà tôi nói là người thân và tăng đoàn đó có được sự an ủi, mình nói theo tình đời và tình đạo chút. Dưới góc độ những người còn sống quý trọng người đang nhắm mắt ra đi. Như vậy, lối sống dẫn đến sức khỏe hay là bệnh trạng và đã quyết định cái cách thức chết, dầu là tuổi ấu thơ, thiếu nhi, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, rồi thượng thọ, đại thượng thọ, vân vân. Vì do vậy đó, những người tu học Phật đó, phải thấy được và đừng có lý giải gì thêm. Thì trong trường hợp đi nhẹ nhàng như thế thì quá tốt rồi. Cũng có một số người do cái quá trình sống, do cái lối sống, ít cho tập thể dục, ít cho vận động, và đã rơi vào những cái bệnh lý mà bản thân của các bệnh này nó dẫn đến những cái chết đó, dai dẳng hơn, đau đớn hơn. Mà bản thân đó, người đang chết và thân mà quyến thuộc đó, cũng không hề muốn cái tình trạng như thế diễn ra. Vì là những người tu Phật á, chúng ta chỉ cần ghi nhận thôi, cái chết diễn ra với người thân của mình là một hiện thực. Đừng có lý giải rằng là nghiệp nặng, nghiệp xấu hay là điều mà không hay, vì cái đó đó là mê tín dị đoan, và cho nên đó chúng ta cần phải vượt qua.
Cái thứ hai mà chúng tôi muốn nêu ra đó là rất nhiều người rơi vào tình huống thần kinh thực Phật kéo dài có khi là 6 tháng, 1 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm, có người lên đến 20 năm. Ở tuổi hoặc là 70, 80, 90 hoặc là 100. Cũng có một số người trải qua những cái stroke, tai biến mạch máu não, bị nhũn não, bị tràn dịch máu não. Thì thông thường đó, ở tình huống nặng, người bị rủi ro này có thể ra đi trong vòng vài hôm, vài tuần, vài tháng. Nhưng mà cũng có một số người đó, do ý chí về sự sống và những cái nghiệp tuổi thọ được gieo trồng ở kiếp trước đó, đang dần dà trổ ở kiếp này, cho nên á, sự sống là tiếp nối thêm á, là vài năm nữa, thậm chí là một thập niên, hai thập niên. Trong tình huống này đó, con cháu, nhất là trong hoàn cảnh neo đơn, ít thành viên của gia đình, cảm thấy là mệt mỏi, thì thường đến các chùa đó, nhờ các thầy chủ trì làm thế nào để tổ chức những cái khóa kinh để cho người bệnh bán thân bắt tội, không còn nghe, thấy, ngửi, biết gì hết á, nhẹ nhàng ra đi, và ra đi nhanh chóng hơn, để cho đương sự đỡ khổ và con cháu nó cũng đỡ khổ. Dĩ nhiên đó, có rất nhiều người ta tế nhị, ta nói là làm như thế để cho con cháu đỡ khổ, đỡ bị ảnh hưởng đến công việc làm, đỡ bị tổn thất tài chính của gia đình. Nhưng có người đó thì người ta cũng không ngần ngại gì, nó quạch toạc ra để nhờ các thầy đó là giúp đỡ. Thông thường khi được hỏi như thế đó, thì lời tư vấn của chúng tôi đó dành cho họ đó là này: khi cha mẹ, ông bà chúng ta đang sống thêm vài ngày, vài tháng, vài năm, hoặc là một vài thập niên nữa, giờ là bán thân bắt tội, không còn thấy nghe ngửi bất gì hết á, thì thân bằng quyến thuộc á, nên nghĩ rằng là đây là phúc duyên cuối cùng để chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính, lòng tôn trọng và cái tình người dành cho những người đó đã từng mang nhiều hạnh phúc trợ giúp cho chúng ta nên người và có được một cái cuộc sống á, tươi sáng. Cho nên đó, đừng nghĩ đó rằng là một cái gì nặng nhọc, mệt mỏi mà mình đó làm với một cái tính cách đó là bất đắc dĩ, hay là làm mà cảm thấy đó, nó có một cái gì đó đè nặng lên đôi vai trách nhiệm của mình. Làm như thế đó thì người bệnh đó, thực tế là họ cảm nhận rất là nhanh, rất dễ. Có điều là ta không nói ra. Cho nên đó, cũng chăm sóc người thân ở giai đoạn cuối đời với một cái tâm trạng là muốn cho người đó chết sớm đi để mình đỡ khổ đó, thì cái tình người nó mất đi nhiều lắm, và cái quả phúc từ việc chăm sóc đó còn không có được ghi nhận về phương diện nhân quả theo hướng tích cực được. Chúng ta phải nghĩ rằng là không phải muốn chết là chết được, vì cái nghiệp tuổi thọ chưa hết, cái nghiệp hoạt động của cơ thể chưa hết, không chết được. Thậm chí có nhiều người, người ta phục dược thuốc độc ấy mà nhiều người ta vẫn sống nhăn răng, vẫn được cứu giúp, vẫn được khỏe lại, chết đi sống lại nhiều lần. Sẽ thừa nhận cái quy luật về cái chết này để chúng ta không làm ngược lại cái nguyện vọng của người đang sống. Rồi đạo Phật thì khích lệ chúng ta đó chấp nhận cái tiến trình chết tự nhiên diễn ra đối với từng cơ thể. Trường hợp chết trong hoàn cảnh tai biến mạch máu não hoặc là trong tình huống thần kinh thực Phật đó, tôi tạm gọi đó là chết do ảnh hưởng của gen di truyền.
và nó thuộc về cái cấu trúc ADN. Và cái đó nó được quyết định bởi biệt nghiệp của người đối diện cái chết ở cái kiếp trước đó, cộng thêm nhiều cái kiếp trước nữa. Đừng nên lý giải rằng là người đó là nghiệp nặng. Khái niệm nghiệp nặng á, trong tình huống này bị ngộ nhận rất là đáng tiếc. Nghiệp nặng á, trong thuật ngữ Phật học là chỉ cho nghiệp giết cha, nghiệp giết mẹ, nghiệp làm thân Phật ra máu, nghiệp phá hòa hợp tăng, nghiệp á, là hủy hoại sự sống của nhân loại, đó là nghiệp nặng. Còn á, chết trong trạng thái bệnh tật kéo dài không phải là nghiệp nặng. Ít nhất á, những người mà sống ở tuổi thọ mà nằm lâu dài đó là có phước báo về tuổi thọ, nhưng là kém phước báo về sức khỏe. Chúng ta phải rạch ròi cái sự khác nhau này. Sức khỏe là một chuyện, tuổi thọ là một chuyện khác. Có người đó sống thọ trong sức khỏe, chẳng hạn như là cụ Diệu Đắc, Phật tử của chùa Giác Ngộ, còn gần 1.5 năm nữa là tròn 100 tuổi. Tôi vào chùa Giác Ngộ vào năm 84, lúc đó cô Diệu Đắc là Phật tử lãnh đạo đạo tràng, có cái hơi tụng kinh là giống như âm ly sang sản rõ ràng. Đến bây giờ chừng ấy tuổi mà bà vẫn tụng kinh răng sáng, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, Hồng Danh Sám Pháp. Bà thuộc Lào, bây giờ mắt đâu có nhìn thấy gì đâu, thuộc mấy chục năm không quên, sáng suốt, mình là tâm nó vẫn còn rất là thuần tín về Phật pháp. Cái đó là do gen di truyền quyết định, đó là do ADN quyết định. Như vậy đó, mặc dù tôi không phải là một nhà nghiên cứu y khoa, mà giả thuyết tôi đặt ra rằng là những trường hợp chết ở cuối đời, trải qua cái trường hợp bán thân bất tội, nằm dai dẳng đó, là ADN. Chứ đừng nên dùng cái từ là nghiệp nặng. Nói như thế đó, rất nhiều người bắt đầu mất niềm tin. Hai đức pháp chủ đệ nhất và đệ nhị của giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, người phiên dịch kinh điển Pali ra tiếng Việt, ra đi ở tuổi 90 hoài, mà trước đó đã có mấy năm nằm mà bất động trong trạng thái thần kinh thực vật. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cũng sống gần 100 tuổi, khi ngã bệnh chỉ có 3 ngày và ra đi nhẹ nhàng. Nhiều Phật tử mê tín cho rằng là do vì Hòa Thượng tu tịnh độ cho nên được Phật A Di Đà gia hộ, còn các Hòa Thượng kia đó là không có như thế cho nên không được gia hộ. Đó là hiểu sai. Cái này ADN quyết định. Và ADN á, với cái lối sống á, nó không có tác động hai chiều. Nếu mà cái ADN á, với cái biệt nghiệp trong kiếp trước về tuổi thọ và sức khỏe tốt á, thì dầu cho cái lối sống ở kiếp này đó là ăn uống thiếu, ngủ thiếu, môi trường sống là bị ô nhiễm, mà người đó vẫn sống khỏe và sống thọ. Và trong trường hợp á, mà cái biệt nghiệp tạo ra cái ADN ở kiếp này đó nó yếu hơn cái môi trường sống và cái sống đó, thì người đó có thể rơi vào những chứng bệnh mà tùy theo bản chất loại hình bệnh đó, có thể dẫn đến là chết nhanh hay là chết chậm, chết đau đớn hay là chết nhẹ nhàng. Còn về phương diện cảm nhận đó, là người thân đó, thì khi mà chết nhanh, chết nhẹ nhàng là chúng ta nên mừng. Giả sử có chết chậm, chết đau đớn, không vì thế mà chúng ta buồn. Đó là biệt nghiệp của người đối với cái chết. Chứ hiểu đơn giản như vậy, để đừng có lý giải tiêu cực khi mà chúng ta không phải là chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực đó.
Thiền sư Nhất Hạnh bị tràn dịch máu não, mà theo các bác sĩ tại Mỹ đó, nếu lập là người khác đó, ngài đã qua đời trong vòng nhiều nhất là 2 ngày thôi. Nay đã 1 năm, thì cái sự bình phục não của thiền sư đó diễn ra một cách rất là đặc biệt. Bây giờ bắt đầu nói lại được, đi lại được. Dĩ nhiên là phải có người dìu đỡ. Để ý chí về sự sống và sự làm chủ sự sống của thiền sư tốt hơn những người cũng cùng một tình huống bệnh lý tương tự. Như vậy đó, cái ý chí về sự sống và cái bản lãnh chánh niệm đó, nó làm cho chúng ta có thể làm chủ được một phần nào đó của việc kéo dài tuổi thọ ra. Cái đó có thể là biệt quyền, tức là cái quyền ước của từng con người. Còn một số người đó là tiếc nuối sự sống thì cũng có thể kéo dài thêm một phần thời gian nào đó. Ví dụ như là trông chờ người thân, bao gồm vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, người ăn nghĩa, thì vẫn có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng. Nhưng mà cũng không thể vượt qua được cái quy luật sống chết do hoặc là ADN quyết định, hoặc là do cách sống quyết định, hoặc là bao gồm cả hai thứ này tác động cùng một lúc. Chỉ hy vọng rằng là các quý Phật tử đừng lý giải tiêu cực về hiện tượng các hòa thượng đạo cao đức trọng mà chết trong cái tình huống á, là không còn là thấy nghe người biết. Thực ra cái cảm nhận ở tâm vẫn còn. Trong vài lần khi tôi được cơ hội lên thăm viếng trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu, có một số lần cùng với một số tôn túc lãnh đạo giáo hội đó, thì bình thường đó là trưởng lão hòa thượng là nhắm mắt lại giống như là đang ngủ vậy. Nhưng mà khi có các bạn đồng đạo đến thăm, các học trò đến thăm và kề sát lỗ tai nói thật lớn, mà thực ra nó chỉ là một cái động tác hỗ trợ thôi, nhân đó nói bằng tâm, thì trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu sẽ mấp máy cái con mắt, thể hiện sự cảm nhận về những gì mà những người đang có mặt đó, là dành cái sự tôn quý, tôn kính đối với ngài. Do đó đó, trong tình huống thần kinh từ Phật thì y khoa nói rằng là không còn cảm nhận được, nhưng mà Phật học vẫn cho rằng là cái cảm nhận nhẹ nhàng, tức là vi tế bằng tâm đó vẫn còn được diễn ra. Do đó đó, trong tình huống đó chúng ta vẫn phải hộ niệm nếu cái chết đó đang từng từ diễn ra. Và mình có thể dùng miso để nó lớn, hoặc là áp sát cái miệng mình vào lỗ tai để tạo một cái truyền thông tâm với tâm thôi. Cái cảm nhận đó chắc chắn là thực hiện được, thiết lập được. Là tu sĩ 34 năm, tôi đã đi hộ niệm hấp hối cho rất nhiều trường hợp. Và những trường hợp á, thần kinh thực Phật đó, là khi mà mình nói bằng cái tâm huyết thì người đó ta nghe được. Có người đó thì người ta mấp máy con mắt, có người đó thì co động cái tai để thể hiện cái cảm nhận của họ. Do đó hộ niệm ở giai đoạn cuối đời đó rất là có ý nghĩa, để giúp cho cái chết diễn ra nhẹ nhàng, thư thái. Và đây đó là cái thành quả mà chúng ta cảm thấy là đáng mừng đối với một kiếp người. Điều hai, trung hữu của một người vừa ra đi. Trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật dùng cái từ hương ấm, tiếng Pali gọi là Gandhara. Thì Gandhara đó được dịch ở trong chữ Hán là hương ấm, với cái nghĩa mà các vị tổ Trung Quốc lý giải thêm
là sau khi qua đời, chờ cái thời gian tái sanh để có mặt ở trong phôi thai của một người mẹ theo nghiệp riêng và nghiệp chung một cách tương thích á, thì mọi sự cúng kính của người còn sống á, dành cho người quá cố có thể tiếp nhận được bằng cái cảm nhận hương này. Đó là cái cách dịch của người Trung Hoa và cách lý giải của người Trung Hoa. Thực ra thì khái niệm Gandhava trong tiếng Bali đó nó không có ngữ nghĩa đó. Về sau này đó, khi Đức Phật qua đời vài thế kỷ đó, luận Na Tỳ Bà Sa, một bản văn triết học rất quan trọng của Phật giáo, đề cập đến bốn khái niệm. Thứ nhất đó, là bản hữu, tức là sự hiện hữu gốc mà theo đó tác phẩm triết học Phật giáo này đó, là mỗi chúng sinh đó không phải mới có mặt ở kiếp này bằng cái phôi được cấu thành bởi tinh cha và trứng mẹ. Tất cả chúng ta và các loài động vật đã có một cái quá trình sống mà tri khuyên đó về quá khứ, không có điểm bắt đầu về thời gian. Vậy là Phật cho rằng đó là sự sống cũng không có dấu chấm cuối cùng để kết thúc vĩnh viễn. Chủ nghĩa duy vật cho rằng là sau khi chết á, ý thức vốn là cái phần tinh hoa nhất của bộ não, mà não là một dạng vật chất đặc biệt của cơ thể. Cho nên á, sự sống sau cái chết là hoàn toàn không có theo các nhà Marxist, Leninist. Phật giáo cho rằng đó là một tà kiến, tức là nhận thức sai. Và cái thuật ngữ chuyên môn gọi là đoạn kiến, tức là cái nhìn ngắn về bản chất của sự sống. Như vậy, khái niệm bản hữu chỉ cho cái sự hiện hữu vốn không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc ở con người và các loài động vật. Ngay cả các loài thực vật, cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước, tức là vật chất nói chung đó, chúng cũng có sự sống mà Đức Phật gọi là trải qua bốn giai đoạn: sanh, trụ, dị, diệt, hoặc là thành, trụ, hoại và không. Thì cái khái niệm mà không đó không phải là mất đi từ cái có, mà khi kết thúc ở cái giai đoạn thứ tư này đó, thì cái vật chất nó được bảo toàn năng lượng, rồi là tiếp tục nó tồn tại dưới cái dạng thức tương thích của nó. Cái đó đó Bát Nhã Tâm Kinh gọi là nhất thiết pháp, bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Dịch nghĩa trong tiếng Việt đó là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi, không tăng thêm, cũng không có giảm đi. Thuật ngữ khoa học hiện đại, vật lý học hiện đại gọi đó là bảo toàn năng lượng của vật chất. Như vậy đó, phối hợp giữa Phật học và khoa học hiện đại đó, thì chúng ta thấy là cả hai đều thống nhất ở cho rằng đó, vật chất không mất đi vĩnh viễn, và tâm của con người đó giàu được chủ nghĩa duy vật cho là một dạng vật chất đặc biệt, cũng không có mất đi, nó tồn tại theo cách riêng. Tôi xin lấy cái ví dụ của điện quang để giải thích. Chúng ta hãy quan sát các cái đèn trần có hình hoa sen Bát Chánh Đạo ở các tầng của chùa Giác Ngộ. Thì đèn này là đèn LED được kết tạo đó bởi các cái bóng LED nhỏ hàng trăm cái, nó tạo ra cái công suất hoặc là 50W, 70W, 200W, 300W, thì tùy theo cái số watt lớn nhỏ mà cái cường độ ánh sáng nó tăng trưởng nhiều hơn. Rồi dây điện, công tắc và hệ thống điện năng được cấu tạo ở trong LED. Thì khi mà chúng ta bật công tắc lên đó, thì dòng điện quang này sẽ tạo ra ánh sáng để phục vụ cho các cái hoạt động dân dụng và gia đình. Khi mà một trong những điều kiện tạo ra ánh sáng này đó bị thiếu hoặc bị hư, chẳng hạn như là có bóng đèn LED hư, hay là cái bàn điện tử hư, dây điện hư, công tắc hư, thì
thì điện quang không tạo ra ánh sáng, nhưng mà dòng điện không vì thế mà bị mất đi vĩnh viễn. Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng ta. Cái đó đó Phật giáo gọi là bản hữu, tức là sự hiện hữu vốn có, nó không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Nói theo khoa học đó là bảo toàn năng lượng, và nó được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cái này tôi sẽ nói ở cái cảnh giới tái sanh và loại hình sự sống. Thứ hai đó, luận từ bà Sa đề cập đến trung hữu. Phật giáo Tây Tạng gọi đó là Ba Đô, tiếng Sanskrit gọi là Antara Bhava. Bhava đó là hiện hữu, tức là cảnh cái loại hình sự sống. Antara là trung chuyển, trung gian. Và cái điểm trung hữu đó diễn tả cho cái bản chất là ngay sau khi con người vừa tắt hơi thở, chính thức là chết, toàn bộ não đang ngưng hoạt động, tim ngừng đập, hệ thống tế bào trên cơ thể đã tắt liệm, thì lúc đó đó là cái tâm thức á là bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể để tìm cách là ghé vào trong một cái phôi thai được cấu tạo bởi trứng và tinh trùng của người nữ và người nam, giao phối vào trong thời điểm mà người nữ đó đó có khả năng thụ thai. Khoa học hiện tại thì nói chúng ta về ba cái dữ liệu đó để tạo ra một mầm sống mới. Kinh Trung Bộ bằng tiếng Pali, Đức Phật đã đề cập đến bốn yếu tố. Ba yếu tố này là đi trước khoa học hiện đại. Và yếu tố thứ tư đó là tâm tái sanh, có khi được gọi là Gandhava, đó là hương ấm. Có khi được gọi đó là thức tái tục, hay là thức nói chung thôi. Thì trong học thuyết 12 mắt xích đó, còn gọi là 12 nhân duyên, mắt xích thứ ba được gọi là thức. Thì thức này đó là lập tức có mặt ở trong phôi thai, tồn tại trong một bào thai của người mẹ hay là một giống cái, thì theo nghiệp con người hay là nghiệp súc vật, và không hề có cái thời gian trung chuyển, nó diễn ra ngay lập tức thôi. Đó là quan điểm Phật học dựa vào kinh điển Pali. Các nhà Phật học đại thừa đó phát triển rộng về sau này, như là tác giả của luận Câu Xá và tác giả của luận Đại Thị Bà Sa, hai luận phẩm triết học rất quan trọng của đại thừa, cho rằng đó nó sẽ có một cái thời gian trung chuyển, và hay gắn là tùy vào từng con người, nhất là cái tâm của người đang đối diện trước cái chết có buông bỏ được luyến tiếc về tình yêu, gia tài, sự nghiệp, sở hữu vật chất và những cái dự án đang còn dở dang. Nếu làm được việc đó đó thì cái trung hữu sẽ không có mặt. Còn ai mà không làm được việc đó đó thì trung hữu sẽ được diễn ra. Về sau này đó thì luận Câu Xá cho rằng cái thời gian ước định đó nhiều nhất đó là 49 ngày. Một số bản kinh đại thừa được biên tập ở Trung Quốc có thêm vô thì cái tình trạng đó, và cũng cho rằng là tối đa là 49 ngày. Có một số tác phẩm kinh đó mà xuất xứ của đó là ở Trung Quốc, hoặc là nó được biên tập thêm ở Trung Quốc đó, thì lý giải có khi đó là 4 tuần lễ hoặc là 5 tuần lễ, 6 tuần lễ. Cái số lượng tuần thất này là không giống nhau. Nếu chúng ta đặt là lý do tại sao nó phải tồn tại tối đa là 7 tuần thất thì không có kinh nào đề cập hết, vì nó không có tính quy luật. Cái gì là chân lý, cái đó phải có tính quy luật. Tại sao nó như thế? Nhưng bây giờ để dung hòa giữa hai trường phái Phật giáo đi, thì cái niệm trung hữu đó nhiều nhất là một tích tắc, mà trễ nhất là 49 ngày. Thực tế đó, đại đa số chúng ta đó là ra đi ở trong vài tích tắc thôi. Ngoại trừ một trường hợp, đó là chết đi sống lại. Có người là vài giờ, vài ngày, vài tuần, hiếm ghi nhận được cái tình huống là vài tháng. Sau khi chết người đó trở về lại sự sống từ cõi chết.
cái này đó khoa học hiện đại là chưa lý giải được, cứ xem đó như là một trường hợp là đặc biệt ngoại lệ thôi. Phật giáo thì cũng không có bản kinh nào trực tiếp đề cập đến những cái tình huống này. Còn giả thuyết mà tôi đưa ra đó, nó là đó, có thể là có giới hạn của y học hiện đại cho việc là nghiên cứu và định nghĩa đâu là cái chết lâm sàng và đâu là cái chết thật sự. Những trường hợp chết để chống lại đó, thực tế nó cũng là chỉ phải là chết lâm sàng thôi. Đó là cái tinh túy nhất của não nó vẫn chưa chết, nhưng mà nó bị mờ nhạt đi. Rồi đó là ngưng thở, ngưng đập, hay là gương mặt đó là tái xanh mét, mọi thứ là bắt đầu bị oxy hóa đi. Thì giống như cái hiện tượng rã đông của các vật dụng để trong cái tủ lạnh vậy. Rồi đó, khi mà cái nghiệp tuổi thọ và cái nghiệp hoạt động của cơ, của sự sống chưa có kết thúc, thì cái tinh hoa của sự sống ở não này bắt đầu nó phục hồi dần dần. À, có người thế thì phục hồi trong vòng đó vài giờ, có người phục hồi trong vòng vài tiếng, vài ngày, vài tuần hoặc là vài tháng thì người đó sống dậy. Thì tôi tạm đặt cái giả thuyết như thế thôi. Còn khoa học không lý giải được, đã chết như thế rồi thì tế bào không thể nào gọi là tái phục hồi được. Khi tim nó ngừng đập, máu đã ngừng chảy, não đã ngừng hoạt động thì tế bào là chết vĩnh viễn thôi. Thì tôi đề nghị là càng phải có thêm những cái nghiên cứu y khoa về chết lâm sàng. Thì trước sau gì đó, bằng cái nghiên cứu chắc chắn tập thể, chúng ta cũng tìm ra được cái lời giải thích. Còn Phật giáo thì không thừa nhận là sau khi chết rồi cái tâm thức là thoát ra bên ngoài và tái nhập lại trong cái xác đó, để từ đó biến cái xác chết trở thành là một thân thể sống. Cái đó không có chấp nhận. Đó là cái tình huống thân trung hữu. Tình huống thứ ba là tử hữu, tức là cái trạng thái hiện hữu ngay khi chết. Thì cái này đó là Phật giáo Tây Tạng phát triển ra. Họ lý giải nó có 6 cái tình huống ba đô diễn ra sau cái chết. Và không cần thiết nhắc ở đây, chỉ nó là một cái học thuyết được phát triển rất về sau này, khoảng trên 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời thì học thuyết này mới được thiết lập ở tại đất nước Tây Tạng. Và nó được truyền thừa rất là kỹ, trải qua nhiều thế hệ tại Tây Tạng. Các trường phái Phật giáo còn lại không thừa nhận nó, không chấp nhận nó. Thứ tư, sanh hữu, đó là sự hiện hữu để kết thành sự sống. Và cái này là nó có những cái bất đồng trong hai quan điểm Phật học, đó là Phật học truyền thống được gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật học phát triển được gọi là Phật giáo đại thừa. Cái tính thời gian đó nó tạo ra một sự sống như thế nào thì rất là khác nhau. Trong Phật giáo nguyên thủy thì cho rằng là chỉ trong vòng một tích tắc thôi, sanh hữu được tồn tại, có mặt ở trong phôi thai mới. Rất nhiều nhà Phật học người ta đặt ra vấn đề như vậy đó, lúc mà một người vừa qua đời, nếu cái sự ra đời đó, qua đời đó nó diễn ra trong giai đoạn mà không có người nam nữ giao cấu giới tính, thì sự tái sanh làm thế nào để được diễn ra? Hoặc là có giao cấu giới tính nhưng mà trong giai đoạn người đó không thụ thai, thì làm thế nào cái tâm thức nó bắt đầu nó tồn tại trong cái phôi thai, trong cái thời tắc đầu tiên của trứng và tinh trùng. Như vậy nó buộc phải có cái sanh hữu để tồn tại ra, theo đó là cái trung hữu, cái trung chuyển thời gian, có thể là vài phút, vài ngày, vài tuần, vài tháng. Cái cách đặt vấn đề như thế đó rất là hữu lý. Đại đức Nagasena, một vị cao tăng của Phật giáo nguyên thủy, qua tác phẩm Milinda Vấn Đáp bản dịch từ tiếng Bali, hoặc là Na Tiên Đề Kheo bản dịch từ tiếng Hán, thì cho rằng đó
là tình huống đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đức vua Milanda đã hỏi đại đức Nagasena rằng đó là làm thế nào để sau khi chết con người có thể tái sanh liền. Đại đức Nagasena mới hỏi đức vua đó là nhà vua hãy nhắm mắt lại, nghĩ từ cái khoảng cách từ cái phòng mà tôi và đại vương đang đàm đạo với cung điện mà đại vương thường ở mỗi ngày, khoảng cách đó là vài chục cây số, thời gian suy nghĩ đó mất bao lâu. Không cần á là bận lòng, đại vương Milanda trả lời trong tích tắc. Đại đức La Tiên hỏi vậy nhà vua hãy nhắm mắt liên tưởng cái phòng kế bên cạnh cái phòng mà tôi và ngài đang đàm đạo, thời gian mất bao lâu. Đại vương cũng trả lời tương tự trong tích tắc. Đại đức Nagasena lý giải về cái khoảng cách vật lý thì càng xa đó thì nó càng mất thời gian để đi mới đến được, còn về thời gian tâm lý đó là nửa vòng trái đất hay là nơi cách nhau một vài cái đơn vị nhỏ nhất, đó là lượng tử, nguyên tử, phân tử, thì không có sự khác biệt. Cái cảm nhận của tâm đó, nó diễn ra ngay lập tức ta. Và bằng ánh dụ này đó, đại đức Na Tiên đó mới lý giải rằng đó là khi một người tái sinh vào một cái cảnh giới nào đó do người quyết định thì việc đó diễn ra trong một tích tắc ta. Nhà vua nói cái đó tôi không cảm thấy là thuyết phục lắm, xin thầy hãy giải thích thêm. Thì đại đức là Na Tiên mới đưa ra một cái ví dụ khác. Đại vương hãy quan sát, trong lòng tay của tôi đó đang có một nắm hạt đậu, tôi sẽ quăng lên, hất lên như thế này, và khi cái bàn tay tôi được hất lên với một cái lực Newton nhất định á, thì các hạt đậu sẽ rời khỏi lòng bàn tay tôi, và lúc đó và tích tắc sau nó sẽ có điểm để rơi. Thưa đại vương, trên quả địa cầu này có nhiều quốc gia, ngoài quả địa cầu này đó trong vũ trụ có nhiều hành tinh có sự sống của con người. Nếu cái tâm thức đó nó không bám vào bào thai của một người mẹ ở gia đình này, ở cái cộng đồng kia, ở cái quốc gia nọ, địa cầu nọ, thì nó cũng có ở những địa cầu khác, và trong vũ trụ này đó sẽ không bao giờ có tình huống bất cứ một tích tắc nào trong 24 giờ 365 ngày của một năm mà không có những cái cặp nam nữ gọi là quan hệ giới tính trong thời điểm người nữ thụ thai. Cho nên chắc chắn phải có cái chỗ để bám vào thôi. Đó là cái cách lý giải của đại đức Nagasena. Thì bây giờ trải qua là mười mấy thế kỷ, chúng ta đánh giá từ cái kiến thức khoa học hiện đại đó với cái triết học Phật giáo, chúng ta thấy quá sâu sắc. Và nói rõ, nói về tiếp vấn đề này đó, thì tôi chỉ muốn nhắc một điều đó là các Phật tử đó đừng lo lắng rằng là người chết của mình đó sẽ tồn tại ở đâu, phượng phất ở cái phương trời nào, có tiếp tục tồn tại ở cái mộ huyệt, ở nơi xảy ra tai nạn cái chết, ở bàn thờ tự đường, ở cái hương án, ở di ảnh, ở các cái kỷ niệm vật hay không? Câu trả lời từ quan điểm Phật học là hoàn toàn không. Tâm thức không có rảnh hơi mà đi du lịch rồi bám víu vào những chỗ đó. Mà nếu tâm thức có rảnh hơi đó thì tâm thức cũng không thể nào làm được công việc đó. Vì nghiệp á, chung, nghiệp riêng, bao gồm nghiệp cá nhân, nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh và nhiều cái công nghiệp khác, nó như là một cái bệ phóng hỏa tiễn, nó đẩy người đó vào trong một cảnh giới tái sanh. Mà chúng ta lý giải đó là gì? Vào trong một gia đình, ở một quốc gia, trên một quả địa cầu nào đó. Rất chuẩn xác, không có sai số. Không có ông thượng đế nào, thần linh nào làm cái công việc gọi là đánh giá như là Trung Quốc đã mê tín hóa.
ông Táo báo cáo ghi sổ sách trình lên ông Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng mới vừa đó là cho đi tái sanh. Tốt quá thì sanh cõi trời, xấu quá thì đọa xuống 10 tầng địa ngục. Đó là mê tín không có thật. Cho nên người Phật tử đừng bao giờ dùng cái từ là về với chín suối 10 đèo, về với ông bà tổ tiên, hoặc là về với âm phủ, hay là tồn tại tiếp tục ở dưới cõi âm. Đó là mê tín không có thật. Chả có cõi âm theo nghĩa dưới lòng đất. Như vậy khi đề cập đến bốn khái niệm bản hữu, trung hữu, tử hữu và sanh hữu, chúng ta cần phải ghi nhận trước Phật học Phật giáo nói rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Chết lại đi tái sinh. Phật giáo Nam truyền thì cho rằng là ngay lập tức, Phật giáo Đại thừa đó là có thời gian, nhưng mà nhiều nhất là 49 ngày. Cái học thuyết về Phật giáo Đại thừa theo tôi thì nó không có thuyết phục được. Lý do tại sao đó là 7 tuần, 6 tuần, 5 tuần, 4 tuần, 3 tuần, 2 tuần, vài ngày, vài giờ. Nếu nó có quy luật đó, thì nó có thể được giải thích được. Vì đây là cái phần thêm vào về sau khi Đức Phật qua đời vài thế kỷ cho đến là mười mấy thế kỷ. Cho nên đó, cái độ chuẩn xác của nó về cái tiếp cận sự tái sinh đó, thì theo tôi đó là nó không chuẩn bằng như cái cách tiếp cận của Phật giáo Nguyên Thủy, nhất là học thuyết 12 mắt xích sự sống của con người. Điều 3, cảnh giới tái sinh. Phật giáo Trung Quốc dựa vào các bản kinh Đại thừa, mà một số ít là xuất phát tại Ấn Độ, và một số khác là xuất phát ngay từ đất nước Trung Hoa, thì phát họa ra một cái bức tranh gọi là 10 pháp giới: Dhamma Data, Dhamma Datu. Thì các nhà Phật học Trung Quốc chia 10 pháp giới này làm hai nhóm: phàm và thánh. Phàm thì có 6, thánh thì có 4. Lục phàm thì gồm có thấp nhất là ngạ quỷ địa ngục, cao hơn chút là ngạ quỷ, cao hơn chút nữa là súc sinh, kế đến là con người, thì kế đến là Atula, và sau cùng là thiên. Về cảnh giới thánh thì gồm có 4: thánh Thanh Văn, thánh A La Hán, thánh Bồ Tát và Phật. Thực ra đó thì có một sự ngộ nhận lớn mà các nhà Phật học Trung Quốc đã gặp phải khi phân loại là 4 cảnh giới thánh này. Trong kinh Tạng Pali nói rất rõ, quả A La Hán đó là quả kết thúc tái sinh do nghiệp. Mà nghiệp ở đây được hiểu là gì? Là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái là tình yêu và tính dục. Hữu ái đó là cái khao khát tái sanh, khao khát là tái hiện hữu. Vô hữu ái đó là tuyệt vọng, trầm cảm, dẫn đến tình trạng là không muốn sống nữa và tự tử chết. Rơi vào 1/3, 2/3 hoặc là 3/3 thì dầu chúng ta có muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta vẫn phải tái sanh theo nghiệp phàm quy định thôi. Đó là Phật học. Trường phái Phật học nào cũng phải thừa nhận như thế. Như vậy đó, dựa vào học thuyết này đó, những người tại gia còn tình yêu và có đời sống vợ chồng sẽ không sanh Tây Phương được, vì còn cái dục ái và không chứng thánh được. Kinh Tạng Pali cho rằng đó, A-la-hán là quả chứng kết thúc sanh tử do nghiệp tham ái. Kết thúc tu tập thì có 3: trực tiếp nghe Đức Phật giảng tứ thánh đế, tu tập bát chánh đạo mà giác ngộ quả A-la-hán thì gọi đó là bậc A-la-hán thanh văn, gọi tắt là thanh văn. Tu quán 12 nhân duyên đối với tái sanh 3 thời gian của con người, hay là
cái mắt xích tương quan, tương duyên, tương thuộc của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ không có nguyên nhân đầu tiên, không có nguyên nhân cuối cùng. Mà giác ngộ được quả láng thì gọi là duyên giác. Giác ngộ nhờ tu nhân duyên. Thì hai cái quả vị này đó được xem là gì? Là hoặc là sanh ra cùng thời với Đức Phật, thỉnh thoảng có một số là khác thời với Đức Phật. Còn trường hợp thứ ba là chỉ có khác thời thôi, tức là sanh ra giống như chúng ta, cách Đức Phật đã xa, nhưng mà tu tập giác ngộ được dựa vào kinh điển Phật dạy đó, thì cái đó được gọi là độc giác Phật, gọi tắt là độc giác. Như vậy thanh văn, duyên giác và độc giác là ba cách tu khác nhau, với hai cái thời điểm cùng thời với Đức Phật hoặc là sau thời Đức Phật, mà quả chứng giống nhau là thánh quả A-la-hán. Nhưng mà các nhà Phật học Trung Quốc không để ý đến vấn đề này, cho nên mới chia rằng là thanh văn thì thấp hơn A-la-hán. Xin lỗi, thanh văn thấp hơn duyên giác. Mà đăng ký đó là hai cái quả gì này là giống nhau. Cho nên á, theo Phật giáo Nguyên Thủy, dựa vào kinh điển Pali, chỉ có một cảnh giới thánh duy nhất thôi, đó là A-la-hán. Đức Phật là A-la-hán đầu tiên, giác ngộ đầu tiên, và các vị thánh còn lại là A-la-hán thứ hai trở đi cho đến anh nờ lằn. Còn Phật giáo Đại Thừa phát triển về sau này đó, thì chia A-la-hán đều có ba cấp bậc, xin lỗi, thánh có ba cấp bậc. Thấp nhất là thánh A-la-hán, kế đến là thánh Bồ Tát gồm có 51 đẳng cấp tâm linh, và cuối cùng là Phật, quả giác ngộ cao nhất. Bây giờ nếu dựa vào Đại Thừa mà Trung Quốc là một trường phái, thì chỉ có ba cảnh giới thánh thôi, A-la-hán, Bồ Tát và Phật, chứ không làm gì có bốn cảnh giới thánh. Còn về lục đạo đó, thực tế đó, có những cái được biên tập về sau này, ngay cả không phải tất cả những gì được nêu ra trong kinh điển Pali đều là nguyên thủy hết. Thì có nhiều bài kinh đó nó được biên tập thêm 200 năm, 300 năm, 500 năm, 800 năm, 1000 năm sau khi Đức Phật qua đời, làm giàu cho nền văn học minh triết của Đạo Phật. Vì được biên tập về sau này, cho nên á, có một số những điều được ghi nhận trong kinh điển Pali vẫn được xem không phải là nguyên thủy. Và có rất nhiều tư tưởng trong kinh Đại Thừa là có nguồn gốc từ kinh điển Pali. Cho nên là gọi là yếu nghĩa nguyên thì của đó vẫn có. Và dĩ nhiên là cũng có rất nhiều bài kinh, đoạn kinh, phẩm kinh, trang kinh, câu kinh trong Đại Thừa đó được thêm thắt, được biên tập về sau. Do đó dựa vào lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển thôi. Đức Phật đã ý thức rất rõ về cái sự biên tập về sau, cắt bớt đi do nhớ không hết, thêm vào với những cái mục đích dẫn nhập Phật giáo cho những người sơ cơ, gọi là tiếp biến văn hóa, đối thoại ly tôn giáo và đối thoại ly triết học, giữa các nhà triết học Phật giáo với các cái trào lưu triết học và tôn giáo đương thời. Đức Phật là thấy hết cái tình huống này, cho nên ngài buộc chúng ta phải dùng lý trí để đánh giá kinh điển, chứ không có tin mù quáng nói gì ngay cái đó. Chỉ có Phật giáo dạy cái phương pháp dùng lý trí để đánh giá chân lý thôi, còn các tôn giáo còn lại là dùng niềm tin, phần lớn là mê tín. Địa ngục là một cảnh giới mà hình ảnh của nó đó chủ yếu là giáo dục đạo đức cho những người cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Tôi đã có dịp và phân tích về vấn đề này rất là nhiều buổi giảng khác nhau nên không lặp lại ở đây. Và khi nói như thế đó thì sóng gió đánh hội đồng từ tăng ni Phật tử ở trong nước nước ngoài đã đổ dồn lại chúng tôi trong vòng 10 năm qua. Nhưng mà chúng tôi vẫn giữ quan điểm đó. Dầu địa ngục là không có thật, được thêm thắt vào trong Đạo Phật khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời, nhưng mà giá trị giáo dục đạo đức của nó là vẫn có.
chúng ta phải ghi nhận cái việc này. Nhưng mà tiếp tục giáo dục đạo đức bằng học thức địa ngục cho người hiện đại, khi mà trình độ khoa học ngày càng nâng cao đó, thì sẽ không còn thích hợp nữa. Ngay cả kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit, một bên là nguyên thủy bên đại thừa đó, vẫn có cái điểm giống nhau là lẫn lộn về hai cái cảnh giới và hai loại hình sự sống, đó là ngạ quỷ và địa ngục. Địa ngục về bản chất là cảnh giới, mà nghĩa đen của đó là gì? Đó là cảnh giới dưới lòng đất, cái ngục dưới lòng đất. Đang khi loại hình sự sống của địa ngục đó, được cả Phật giáo nguyên thủy và thời đại giống nhau, đó là ngạ quỷ. Như vậy lập ra ngạ quỷ và địa ngục làm gì? Bị dư à. Hoặc là nói địa ngục không là đã đủ, vì trong đó đã có ngạ quỷ. Hoặc là nói ngạ quỷ không vì đã đủ, vì ngạ quỷ theo những cái phần biên tập về sau là tồn tại ở dưới lòng đất, thì làm chi cho nó hai cái khác nhau. Về cái cách phân loại đó thì thiên, Atula, nhân, súc sinh, ngạ quỷ nó thuộc về là loại hình sự sống, còn địa ngục là cảnh giới sự sống. Cái phân loại như thế là nó không thống nhất, có mâu thuẫn, vì nó được biên tập mà không phải là của Đức Phật nói, cho nên nó bị mâu thuẫn. Đó là cái giới hạn của những người biên tập. Khi nói thế này thì nhiều Phật tử người ta mới đặt ra câu hỏi nè: ông thầy Nhật Từ mới có 48 tuổi thôi, các hòa thượng là gần 100 tuổi, các tổ sư là tồn tại là mấy trăm năm, là thậm chí là mấy ngàn năm, trải qua bao nhiêu thế hệ người ta đều tin như thế, đều dạy như thế, bây giờ ông Nhật Từ ông nói khác như thế, ông là cái, là ai, là cái thứ gì mà mình phải tin? Vấn đề tôi chưa bao giờ buộc mọi người phải tin. Tôi đưa ra cái quan điểm Phật học của mình, đặt ra những giả thuyết về những cái mâu thuẫn được biên tập về sau làm cho người ta hiểu sai Đức Phật. Và cái nhiệm vụ của tôi là làm cho người ta hiểu đúng Đức Phật và đền triết lý cao siêu của Ngài, để người ta trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây ở kiếp người này. Đó là mục tiêu lớn của tôi. Cho nên người ta có phê bình chỉ trích tôi không màng đến. Theo chúng tôi thì không làm gì có đến 6 cảnh phàm. Thực tế chỉ có 2 cảnh giới chính thôi, đó là con người và động vật. Con người đó dựa vào những cái phần biên tập kinh điển về sau đó, còn có 3 cái cấp loại. Thấp nhất là nhân, tức là con người trên địa cầu chúng ta đang sống. Chính giữa đó là con người Atula, mà Trung Quốc thường thường dịch là thần linh, vốn không đúng. Đặc điểm của Atula là những con người nóng tính, và do đó lúc nào chúng ta nóng thì chúng ta được gọi là người Atula, thế thôi. Lúc nào chúng ta nguội thì chúng ta là người bình thường. Và thiên đó là cái con người ngoài hành tinh. Atula cũng là con người ngoài hành tinh. Chư thiên đó được kinh điển mô tả là gì? Có phước hơn con người ở địa cầu này đó. Thứ nhất về chiều cao, thứ hai về tuổi thọ, thứ ba về môi trường sống hòa bình, thứ tư là về trình độ khoa học. Thì bây giờ chúng ta đang chờ đợi những cái phát minh của khoa học về vũ trụ luận. Hiện nay đó, dưới giới hạn của khoa học hiện đại đó, chúng ta mới nghiên cứu đến sao hỏa thôi. Vậy chúng ta đang nêu một quyết tâm là phóng phi thuyền và đưa người lên trên mặt trăng sống nè. Không biết là cái học thuyết của NASA Hoa Kỳ lãnh đạo đó là khi nào thì chúng ta là du hành lên ở trên mặt trăng được. Cái giá mà Mỹ đưa ra là 400.000 đô cho một đầu người, Trung Quốc là bán vé phá giá 200.000 đô thôi, và có lẽ là trong tương lai Trung Quốc còn hạ giá nữa là 50.000 đô thôi, nếu như cái dự án nó thành công.
Và các nhà khoa học đa xa đã đưa ra một cái giả thuyết mới: nếu mà họ tái tạo được cái khí quyển của mặt trăng để tạo ra oxy được đó, thì toàn bộ sự sống được phục hồi. Chỗ nào có oxy là chỗ đó có sự sống. Hiện nay mặt trăng là rơi vào cái giai đoạn thứ ba, thành trụ hoại, nó nằm giai đoạn hoại. Và địa cầu chúng ta là giai đoạn thứ hai, trụ. Khoa học cho chúng ta biết là giai đoạn này nó đã tồn tại là 4,6 năm. Và phối hợp khoa học với Phật học đó, thì từ giai đoạn này cho đến lúc mà diệt cái quả địa cầu chúng ta, nó còn ít nhất là 8 cho đến 10 tỷ năm nữa. Tha hồ mà sống, hàng vạn kiếp sống, hàng tỷ kiếp sống. Chứ không phải như dân dân mê tín nói là hội Long Hoa vào năm 2000, rồi năm 2000 trôi qua quê quá, nó là hội Long Hoa sắp tới rồi. Ráng tu đi, ráng niệm Phật đi, tận thế tới nơi. Đó là mê tín, hiểu sai, hiểu quá thấp về Phật giáo. Như vậy, con người ở địa cầu này và con người ngoài địa cầu cũng đều là con người, nhưng mà người Ấn Độ gọi đó là Deva, đang khi con người trên địa cầu gọi là Bukala. Khác nhau về khái niệm thôi. Deva có nghĩa đây là người phát quang. Và cái ẩn ngữ nghĩa đó, vậy chúng ta phải hiểu trong cái bối cảnh triết học của Ấn Độ là như thế này. Thứ nhất đó, khi dân Aryan ngày xưa là Ba Tư, bây giờ là Iran, Iraq, các quân đi xâm lăng Ấn Độ đó, thì họ trở thành chủ nhân mới. Người Ấn Độ đó được đặt danh là Devarian, tức là dân da đen, bị đánh đuổi vào miền Nam, họ trở thành chủ nhân và khống trị miền Bắc. Họ đem cái đạo thờ thần mặt trời và thần lửa ở Ba Tư xưa đến tại Ấn Độ, cộng với cái tập tục tín ngưỡng của Ấn Độ, và đã tạo ra một cái tôn giáo được gọi là đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ. Thì chữ Deva, người phát quang á, được cái triết học Bà La Môn giáo cho là gì? Người da trắng thôi. Mà da trắng của Ấn Độ là gì? Cái màu da Trung Đông của mấy ông Iran, Iraq, Ả Rập nói chung. Bây giờ tại Ấn Độ đó, cái tiểu bang mà có cái sắc dân này đó đặc biệt nhất đó, đó là bang Kashmir, Jammu Kashmir. Hiện nay nó là một trong những cái điểm mà tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngoại hình, màu da, tướng trạng của dân Kashmir và dân Trung Đông giống nhau anh Đức thôi. Đó là những dân Aryan về gen di truyền. Như vậy, dân da trắng được gọi là chư thiên. Và người Ấn Độ đó phân biệt giai cấp, người ta dựa vào Vana. Vana có nghĩa là màu da. Và người da đen được xem là ngu. Ở Việt Nam mình có cái câu hơi tục tục á, dân ngu cu đen, lấy cái màu đen này cho chỉ cho ngu, ngu và dốt. Thì màu đen nó liên hệ đến bóng tối, và bóng tối nó trường lên là u ám, thiếu nhãn quan, thiếu tri thức, thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ. Thế là dân da đen được xem là dân ngu. Cho đến thế kỷ 20 này đó, cái nguồn tri thức là phát triển mạnh ở những nước châu Phi. Trước đây thì dân châu Phi thì có sở trường là các cái loại thể dục thể thao. Thế về cái sức khỏe đó, ADN của họ rất là tốt về lĩnh vực này. Giờ phát triển về tri thức đó, thì dân da đen không bằng dân da trắng. Cho nên từ xa xưa người Ấn Độ cho rằng là Deva là người phát quang, mà người phát là người da trắng. Người da trắng là người cao cấp, người thông minh. Rộng hơn nữa là con người ngoài hành tinh. Bây giờ trên địa cầu chúng ta đó, thì dân ở Bắc Âu trắng phèo à, và trắng nhất ở trên quả địa cầu này. Rồi chúng ta có da màu, da đỏ, da đen, và cái hỗn hợp da của những da này. Thế là trên một quả địa cầu này cũng có những giống nhân như thế, chẳng do ông Thượng Đế nào tạo ra. Mà nếu ông Thượng Đế mà tạo ra theo kinh thánh cổ ước của Do Thái giáo, mà Thiên Chúa giáo tên là giáo chính thống giáo Anh giáo sử dụng lại đó, thì thủy tổ loài người là loạn luôn với nhau. Nhưng mà về phương diện dây dây truyền là không thể chấp nhận được. Nếu mà loạn luân Eva và Adam á là cùng da trắng á, thì nhân loại thì phải da trắng hết, nếu cùng da đen thì phải da đen hết, chứ không thể nào mà có da hỗn hợp được. Tại vì người nữ theo
kinh thánh cửa là tạo ra từ cái xương sườn của người nam. Như vậy về gen di truyền, nếu ông Adam đó là da trắng thì bà Eva cũng là da trắng, chứ làm gì mà có da màu mà tạo ra cái hỗn hợp là nhiều màu da trên quả địa cầu được. Nói rộng thêm để chúng ta thấy là nhiều tôn giáo họ chủ trương về cái nguồn gốc loài người rất là phản khoa học. Nhiều trường đại học ở Mỹ đến bây giờ vẫn còn lạc hậu, bảo thủ khi không chấp nhận học thuyết tiến hóa của Darwin vì đã trái ngược với kinh thánh cũ ước và tăng ước của họ. Đại học Mỹ đấy mà vẫn còn bảo thủ như thế đấy. Như vậy thiên Atula nhân chỉ là các cấp loại khác nhau của con người, có đủ trên địa cầu chúng ta và có đủ ở các địa cầu khác. Ở trên địa cầu có oxy. Còn ngạ quỷ theo học thuyết tái sanh liền đó thì đâu có. Đã tái sanh rồi thì làm gì có ngạ quỷ. Tái sanh rồi đó thì một tích tắc sau là có mặt trong phôi thai. Rồi một vài ngày tuổi, một vài tuần tuổi thì các giác quan bắt đầu tượng hình, mấp máy, cảm nhận trực tiếp từ cái nhau của người mẹ. Ăn uống nóng và lạnh, các thực phẩm tốt và tiêu cực đưa vào trong cơ thể, thậm chí những cái tiêu thụ về văn hóa, về nghe nhìn của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con trong bào thai. Thì lúc đó cái tâm thức còn ở đâu mà đi xuống địa ngục hay là tồn tại dưới hình thức là quỷ đói, ma đói, vô lý, mâu thuẫn nhau. Và hơn nữa Phật giáo còn có học thuyết vô ngã, là sau khi chết đó, học thuyết vô ngã cho rằng là con người tái sanh liền. Vô ngã là không có cái nguyên nhân đầu tiên, không có cái nguyên nhân vĩnh hằng. Nó là những tổ hợp, mà tính tổ hợp á, bây giờ trong vật lý học đại ta gọi là lượng tử, trước đây là nguyên tử, phân tử, cái đơn vị nhỏ nhất bây giờ là lượng tử. Sắp tới khi ta phát hiện ra thêm cái gì đó nhỏ hơn thì ta có cái định danh mới, thì cái đó Phật giáo gọi là skanda trong tiếng Pali, khanda xin lỗi, skanda trong tiếng Sanskrit và khanda trong tiếng Pali, tổ hợp hay là nhóm. Như vậy là tôi hoàn toàn không có đã phá Phật giáo như người ta đã chụp mũ, mà tôi chỉ muốn nói đến một vấn đề thôi. Trải qua nhiều thế kỷ biên tập kinh điển, có một số vị tổ vì những cái phương tiện nào đó đã thêm những học thuyết này với mục đích giáo dục đạo đức, cho nên vô tình đã đi ngược lại cái học thuyết gốc của Đức Phật và làm cho người ta ngộ nhận rằng là Đức Phật mâu thuẫn. Trí tuệ Đức Phật định nghĩa là không có mâu thuẫn, không chần chừ, không do dự. Người có trí tuệ rất dứt khoát mà quyết định cái gì rồi là nó trúng phốc cái đó về nhân quả. Ta thấy rõ mọi thứ như trong tầm tay ra. Còn mình á, cứ kéo dài cái quyết định, chần chừ do dự, băn khoăn, đứng trước hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi, đó là chúng ta vẫn còn hoài nghi. Chúng ta vẫn chưa tỏ tường nhân quả của vấn đề đó. Chúng ta chưa biết được cái bản chất của nó như thế nào, tốt hay xấu, cho mình, cho người. Cho nên chúng ta chưa quyết định. Phần người có trí tuệ thì không có chần chừ như thế. Và đặc điểm của trí tuệ là không mâu thuẫn. Bây giờ học thuyết địa ngục và ngạ quỷ là mâu thuẫn với học thuyết duyên khởi, đặc biệt là 12 nhân duyên, và mâu thuẫn với học thuyết vô ngã. Mà Đức Phật là có trí tuệ thì Ngài không thể mâu thuẫn, nhưng mà vì người đời sau thêm vào, cho nên họ đã không tính hết các phương diện triết học của Đạo Phật. Do đó cái thêm sau này nó mâu thuẫn với cái thêm đầu. Và các nhà Phật học Trung Quốc cái lý giải đơn giản vậy thôi: Đức Phật vì phương tiện gặp bệnh cho to, người A cho to A, người B cho to B, rồi người B cho T phi A, rồi A và B đối lập nhau, vô tình biến Đức Phật trở thành là người mâu thuẫn. Mà Đức Phật thì không thể mâu thuẫn. Cái mục tiêu mà tôi lý giải cho vấn đề này để nhấn mạnh đấy, tuệ giác của Đức Phật là số 1, và không thể tìm thấy một bậc vĩ nhân nào ngang bằng như Đức Phật được. Đó là chúng ta nói khiêm tốn đó, bằng 1/10 Đức Phật cũng chưa có. Trong sự tôn kính Đức Phật cao nhất, cái nỗ lực của tôi là làm thế nào để giúp cho ta tìm về những lời dạy gốc, bớt đi cái phần biên tập
về sau, để chúng ta không có hiểu sai, không có thực tập sai, nhờ đó có kết quả đúng bây giờ và tại đây thôi, chứ không phải chờ sau khi chết. Như vậy nói tóm lại đó, thì theo cái cách là nhìn nhận dựa vào học thuyết duyên khởi và vô ngã của Đức Phật mà các trường phái Phật giáo đều thừa nhận, thì chúng ta chỉ có 3 cảnh giới thánh theo đại thừa, 1 cảnh giới thánh theo Phật giáo nguyên thủy thôi. Chúng ta chỉ có 2 cảnh giới tái sinh của phàm, đó là con người hoặc là thiên hoặc Atula hoặc là nhân, và là động vật gồm có côn trùng, bò sát, dưới nước có cánh, 4 chân, 2 chân, và nó có thiên hình vạn trạng về hình thù, màu sắc, vóc dáng của các cái chủng loại sự sống này. Nghiệp của họ quyết định lấy, chẳng có ông trời nào làm công việc đó. Thì rất mong ai nghe cái bài giảng này đó, đừng cố gán ghép chúng tôi là người đã phá Phật giáo. Trong nghiên cứu, chúng ta được quyền đặt vấn đề, và dựa vào kinh điển để chúng ta loại trừ những yếu tố được biên tập về sau. Điều 4. Chuẩn bị sống hạnh phúc để chết an lạc. Đây là điều rất quan trọng. Trong hàng trăm bài giảng, chúng tôi nhắc đi nhắc lại điều này, để các Phật tử đừng chạy theo một vài giáo phái Tịnh Độ Tông cực đoan. Một vài giáo phái Tịnh Độ Tông cực đoan cho rằng đó, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Phật Thích Ca còn không dám nói đại ngôn lộng ngôn đến thế. Nhưng mà một vài vị hòa thượng nói như vậy, rồi các Phật tử cùng tính theo hòa thượng này, là truyền bán ra như là một học thuyết. Cái đó là dụ khị người ta vào đạo Phật thì được. Dụ khị cho cái người bình dân, người mê phước mà không chịu đầu tư cái gì hết. Cái giống như là chơi vé số mà bỏ ra 1-2 ngàn đồng mà trúng đến là mấy chục tỷ Việt Nam, ai mà không tham. Mua riết rồi toàn là trúng gió thôi. Chúng ta nên nhớ đó, cái gì có đầu tư bài bản, nỗ lực là có phương pháp, cái đó là chắc chắn cái thành quả trong tầm tay. Còn cái gì đó mà đầu tư ít mà lại nói là có kết quả nhiều, chúng ta biết đó gì, phần lớn nếu bên ngoài kinh doanh đó là lừa đảo. Còn ở trong tôn giáo đó, cái đó là mê tín. Có thể nhiều Phật tử nghe cái này mà bị sốc, rồi nhiều người ta quy kết là ông Trực Từ này ông ác ôn ác đức lắm. Người ta đang tu như vậy, nói như thế này, tự động người ta bị gọi là khủng hoảng tinh thần, bị sốc trầm trọng, có người bỏ đạo, có người bỏ tu. Chúng tôi thường chia sẻ với những người quy kết nặng nề đó như thế này. Ví dụ như trong thời gian khoảng 2 thập niên qua đó, Trung Quốc đó là xuất khẩu ra thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam, rất nhiều các loại thực phẩm có chứa nhiều độc tố là vượt cái mức chỉ định cho phép về an toàn thực phẩm. Bây giờ đó, mình là cái người quản lý về thực phẩm, biết rằng là trong thực phẩm đó ăn vào đó là bị ung thư, ăn vào thì bị tổn hại sức khỏe, ăn vào thì có thể bị chết. Thì nếu là quý vị chọn cái giải pháp là gì? Nói để cho người ta bị hoang mang, người ta bỏ, người ta không tiếp tục nữa, hay là quý vị ngậm ăn làm thinh lên thì Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tôi chọn hướng đạo. Những người là ăn các loại thực phẩm có độc hại đó, người ta bị sốc lắm. Trời ơi, mấy chục năm tôi bỏ tiền ra mua rau sạch mà toàn là rau quá chất. Tôi muốn mua rau hữu cơ mà toàn là vô cơ. Tôi bị lừa đảo. Sốc còn hơn là tiếp tục đẩy mình vào trong cõi chết sớm hơn. Sốc để dừng, sốc để chuyển hướng, sốc đó là đi đúng được. Tại sao không? Cho nên ai lý luận rằng là ông thầy Nhật Từ mới 48 tuổi, các tổ sư là mấy trăm năm,
thậm chí có tổ sư là gần 20 thế kỷ. Nên chọn những vị đạo cao đức trọng đó cho ông Nhật Từ là không chọn. Thì ai lý luận như vậy thì tôi xin đề nghị rằng là giữa các tổ sư 2 thế kỷ, 5 thế kỷ, 10 thế kỷ, 20 thế kỷ, 25 thế kỷ, nên chọn Đức Phật, vì Đức Phật là 26 thế kỷ, 40 năm. Và Đức Phật là người khai sáng đạo Phật. Tại sao chúng ta không chọn Phật mà phải chọn các tổ sư? Chúng tôi lấy cái phương pháp mà người ta lý sự đó. Bên ngoài tôi gọi là lấy gậy ông đập lưng ông á, hay là tương kế tủ kế. Nếu cùng với phương pháp luận đó, chúng ta thấy cái cách lý luận đó trước học ta gọi là gì? Cả vuốt lấp miệng em, lấy cái niên đại để mà phủ định người khác, không cần đúng sai gì hết. Hãy người sau người đó là dở, hãy người trước người đó là đúng. Có phải vậy được? Ở đây tôi không đưa ra học thuyết mới, tôi kêu gọi mọi người trở về Đức Phật gốc ra để hiểu đúng vấn đề Phật học, chứ không phải là tôn vinh mình. Ở đây là tôi tôn vinh Đức Phật. Có nhiều vị tổ sư chúng ta học hàng trăm kiếp vẫn chưa hết cái đóng góp to lớn của các ngài. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta phải học chứ. Nhưng mà có gì nó chưa đúng, chúng ta phải mạnh dạn nói. Nhất là nó ngược lại với Đức Phật. Tại sao nể tổ mà một vài chủ trương đi sai Đức Phật chúng ta không dám nói, để cho nhiều người tiếp tục đi vào con đường sai đó. Nếu lại Phật niệm Phật á, mà phước sanh vô lượng tội dựng hài xa đó, thì Đức Phật đã chẳng phải đi giảng kinh thuyết pháp làm gì cho mệt. 45 năm mỗi ngày trung bình á, là 5 bài giảng, mỗi năm trung bình là 365 ngày. Đức Phật đã để lại 84.000 khanda, tức là bài pháp thoại. Mà sau này Trung Quốc gọi đó là gì? 84.000 pháp môn, tức là một ngôn nhận lớn. Đức Phật làm gì mà nói 84.000 pháp môn? Ngài chỉ có một pháp môn duy nhất là Tứ Thánh Đế. Tất cả những triển khai 10 pháp môn của Trung Quốc, 13 pháp môn của Nhật Bản, 3 pháp môn của Triều Tiên, 4 pháp môn của Việt Nam đều rút từ 10 pháp môn và triển khai từ 10 pháp môn của Trung Quốc. Làm gì có đến 11 pháp môn đâu mà nói đến 84.000 pháp môn. Lấy đâu ra? Rồi người trước cứ nói, người sau cứ lặp lại, từ thế hệ này sang thế hệ khác cứ như thế mà đồn thôi. Người đăng ký các pháp môn này chống cãi nhau. Tôi dạy về văn bản học và phương pháp nghiên cứu, và thấy rất rõ trong một giai đoạn lịch sử đó, trường phái trước học Phật giáo đó ra đời, bắt đầu xuất hiện thêm những bản kinh mới, nó phản ánh cái quan điểm trước học của giai đoạn đó, nó phản ánh cái văn phạm, ngôn ngữ và khái niệm của giai đoạn đó, nó phản ánh cái quan điểm tâm nhìn của giai đoạn đó, là khác với những giai đoạn trước và khác với những giai đoạn sau. Bằng cách này đó, chúng ta truy nguyên được niên đại và tác giả của những tác phẩm không khó khăn lắm. Và có nhiều bài kinh trong trường phái này về nội dung đó là ngược lại với một số bài kinh ở trường phái khác. Như vậy là Đức Phật ba phải à? Đức Phật tự mâu thuẫn à? Không có. Vì người ta biên tập thêm kinh dưới cái ý thức chủ quan của mình, cho nên á, những đoạn kinh, câu kinh này nó ngược với câu kinh kia, đó là người đời sau làm. Còn bản thân Đức Phật thì không tự mâu thuẫn, vì tự mâu thuẫn như tôi đã nói là không có trí tuệ. Đang khi Đức Phật là gì? Bậc đại trí tuệ, bậc giác ngộ toàn mãn. Nếu mà cho Đức Phật đó là 84.000 pháp môn á, thì Đức Phật đó là mâu thuẫn 83.999 lần. Mỗi pháp môn khác nhau. Một người mà chủ trương hai quan điểm thì ta nói là ba phải rồi. Chứ đừng nói mà đến 84.000 quan điểm như thế là làm sao chấp nhận được. Đôi khi Dhammaskanda có nghĩa đen là bài pháp, bài giảng. Ở đây là bài giảng chân lý. Chúng ta nói bây giờ đó là bài kinh. 84.000 bài kinh này khác hoàn toàn về nghĩa với 84.000 pháp môn. Hai cái này là không giống nhau được. Cho nên đó, chúng ta phải tu từ trẻ, hiểu Phật pháp vững vàng, không mê tín. Tu đúng Đức Phật dạy là 6 ba la mật, bố thí để tạo công đức và phước điền giúp đời của người.
đạo đức á, để làm cho mình được thanh cao, thăng hoa. Tinh tấn á, tức là phát triển nghề nghiệp, phát triển sự nghiệp, phát triển đạo nghiệp để phụng sự nhân sinh. Kiên trì để không bỏ cuộc đối chừng, làm hoài làm mãi là vượt qua các nghịch cảnh. Thiền định á, để làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và các hành vi. Trí tuệ để chúng ta chói sáng như là vầng thái dương. Đó là sáu phương diện toàn thiện mà Đức Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa. Cho nên á, đối chiếu vào Phật tử nào tu thời gian rồi đó, là bỏ công việc làm, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con cái, bỏ người thân, bỏ trách nhiệm gia đình, mà nói rằng là mình tiến bộ, đó là đang giải đãi, đang thối lui, đang tu sai, đang tu lạc quẻ, đang tẩu hỏa nhập ma. Vì nó ngược với tinh tấn ba la mật, và ngược với kiên trì ba la mật. Niệm Phật á, giúp cho tâm chúng ta được yên tĩnh, nó là một phần chánh niệm, đó là thực tập thiền chỉ. Lại Phật đó là một sự tĩnh tâm, vừa sám hối nghiệp chướng, vừa tập luyện thể dục, vừa bày tỏ lòng tôn kính và hộ các đức Phật, chứ không có một cái phước nào hết ngoài cái phước được người khác tôn kính vì mình tôn kính Phật. Còn muốn có cái phước sức khỏe tuổi thọ thì phải hiểu được nhân quả của lối sống, bao gồm chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, làm chủ cảm xúc, môi trường sống thích hợp, chứ không có đơn giản đâu. Còn muốn có phước báo về tài sản thì phải có kiến thức nhân quả về kinh tế thị trường, phải có kiến thức cung cầu, có kiến thức marketing, phải có kiến thức là khuyến mại. Để có được phước báo thuận lợi, phải giúp người không có bỏn sẻ tri thức, tận tình, tận lòng giúp đỡ, hỗ trợ. Để có trí tuệ đó thì chúng ta phải học rộng hiểu nhiều, nghiền ngẫm chân lý Phật và tu tập đạo đức và thiền định. Đó là sáu nhóm loại phước được Đức Phật chúc tụng cho Phật tử tại gia khi ngài còn sống. Muốn cái phước nào phải gieo trồng chánh nhân của phước đó, chứ gọi là niệm Phật lại Phật mà phước sanh cho lượng tội diệt rồi xa, thì Phật đi thuyết pháp giảng kinh làm gì cho mệt, không cần thiết. Cho thực tế thì Đức Phật đã thuyết giảng 45 năm, để lại là trung bình là khoảng 30.000 bài kinh. Còn niệm Phật A Di Đà đó được phát triển là sớm nhất là vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là gần 5 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Phát triển mạnh nhất tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tức là 10 thế kỷ hơn sau khi Đức Phật qua đời. Thì bây giờ cái tín ngưỡng Phật A Di Đà quá mạnh đến độ người ta quên luôn Phật Thích Ca. Cho nên chúng ta phải tu tốt, tu đạo đức, tu thiền định, tu trí tuệ, tu phước báo, tu hết tất cả mọi phương diện để thành nhân, để trở thành chân nhân, để trở thành tiệm ra thánh nhân, để trở thành thánh nhân. Chứ không thể tu tần tàn, niệm Phật lại Phật, hồi hướng mà đủ. Cái đó là sơ sài, giống như là đánh vần chữ cái A, B, C, D trong Phật giáo thôi, không là cái gì hết á. Các Phật tử nghe mà bị sốc, quý vị bị sốc rồi tôi rất mừng, không sốc á mới buồn. Sốc rồi quý vị mới suy nghĩ lại, tại sao ông thầy này ông nói mạnh bạo như thế. Để quý vị dùng lý trí của mình để đánh giá, đối chiếu kinh điển, rồi chúng ta sẽ tự nhận ra đâu là đúng nên theo, đâu là đó phương tiện nên dừng. Cho nên mình phải có một cái quá trình tu tập là an lạc hạnh phúc, thì khi chết đó, chúng ta mới chết nhẹ nhàng được. Cái học thuyết ru ngủ, niệm Phật và lại Phật là phước sanh vô lượng tội diệt là sao, nguy hại lắm. Nó tàn phá đạo Phật, nó làm đạo Phật trở nên mạt riệp. Vì như thế rồi đâu ai đến chùa làm gì, chờ đến gần lúc chết chỉ cần niệm Phật là một giờ đồng hồ thôi, xài vài chục kiếp còn không hết phước, cần gì tu.
rất nguy hại. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng là mưu chữ Phật pháp tập thể ở Phật tử tại gia. Đang kỳ đó cái vai trò của Đức Phật đi tới đâu là truyền trao chân lý, truyền trao trí tuệ để xóa bỏ mù chữ, để xóa bỏ mê tín. Cái công đức của Đức Phật là lớn lắm. Không khéo rồi đó, đệ tử Phật là làm cho Đức Phật bị ngộ nhận, bị phê bình, bị chỉ trích. Tu tịnh độ cực đoan theo kiểu đó đó còn tệ hơn cái tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần. Cái tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, cho tôn giáo nó còn hấp dẫn hơn. Tín ngưỡng của Bà La Môn 3.000 năm trước Đức Phật ra đời hấp dẫn hơn. Nếu mà như thế là đủ, Đức Phật đâu có cần lập ra đạo Phật. Đức Phật á, ở ngôi vàng làm vua, truyền bá với tư cách là ông vua, người ta nghe ào ào theo, theo tín ngưỡng, cần gì phải đi tu, cần gì á, là khám phá chân lý, cần gì truyền bá chân lý. Cũng giống như nữ hoàng Anh vào thế kỷ thứ 15 tách rời ra khỏi Thiên Chúa giáo, lập ra là Anh giáo và trở thành là người lãnh đạo cao nhất của giáo hội Anh giáo. Cho nên nói như thế không phải là đã phá tịnh độ. Chúng tôi muốn kêu gọi những người tịnh độ tông tu một tịnh độ nghiêm túc dựa vào kinh A Di Đà, có căn lành lớn tức là hết tham ái sân hận si mê chấp thủ, có công đức lớn tức là làm các đó là thiện sự Phật sự ở mức độ quy mô vĩ mô chứ không phải là làm tàn tàn, phải có nhân duy túc lớn tạo điều kiện lập đạo tràng khích lệ sách tấn dẫn dắt những người khác đồng tu, giống như là những con chim đầy bàn định hướng cho những con chim khác bay theo. Quán pháp lớn để lấy dữ liệu ta bà xây dựng chánh nhân tịnh độ và niệm Phật nhất tâm bất loạn, đó là đang thực tập thiền chỉ và thiền quán. Khi đạt được năm điều này rồi đó, người đó đã chứng quả thánh ngay lúc đó rồi. Cái sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Người đã chứng thánh quả A La Hán nhờ hoàn thiện năm điều tiêu chí giảng sanh Tây Phương được đi trong kinh A Di Đà, chắc chắn rằng chẳng còn tha thiết gì tái sanh về Tây Phương tịnh độ làm gì nữa cho mệt. Mục đích tái sanh đó là làm gì? Để hướng cực lạc. Cực lạc là ngay cả các khái niệm khổ và sự khổ còn không có mặt. Bây giờ mà đạt được năm điều đó thì người đó đã trở thành thánh. Mà thánh ở đâu, an lạc ở đó, cầu sanh Tây Phương làm gì nữa? Triết lý sâu xa của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Như tôi đã nói nhiều lần, Hoa Kỳ cho phép nhập cư những cư dân giỏi và giàu. Ai có 400.000 Mỹ Kim mở tài khoản là có doanh nghiệp ổn định thì là chỉ cần nộp đơn chính phủ Hoa Kỳ duyệt trong vòng vài tháng trở thành là công dân mới thôi. Còn Canada đó thì 500.000 đô Canada Kim. Úc đó thì trước đây đó là 150.000, bây giờ lên đến vài triệu Úc Kim thì được đến nước này định cư trở thành công dân mới. Mà theo tôi đó, người nào mà có được là 400.000 Mỹ Kim bỏ trong ngân hàng mà không xài đến, có doanh nghiệp ổn định mà bỏ nước mình qua Mỹ sống là người đó quá tệ. Mỹ kiến thức họ quá giỏi, làm giàu như thế thì họ ở đâu họ cũng giỏi cả, họ cũng hạnh phúc cả. Qua Mỹ cỡ mấy trăm ngàn Mỹ Kim đi tìm ô xin không được đâu. Ở Việt Nam mà 400.000 Mỹ Kim là có vài ô xin, muốn cái gì được ở đó, sống như là bà hoàng ông hoàng. Còn qua Mỹ, Canada, Úc 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu, đi cà giống nhau hết á. Tại sao sau năm 45 đến năm 89 gần 4 triệu người Việt Nam đi vượt biên? Vì lúc đó Việt Nam mạt rệp,
bởi sự cấm vận của Hoa Kỳ thời kỳ chiến tranh lạnh, một cái hành xử rất là tồi bại của Hoa Kỳ vì bị Việt Nam đánh bại. Và vì cái cấm vận đó mà Việt Nam trở nên là nghèo cùng thốn thiếu, cho nên ta mới vượt biên. Và 1/4 trong số đó, tức là khoảng 1 triệu người Việt Nam làm mồi cho cá, không đốt nhang. Cho nên ta gọi là giấc mơ Mỹ. Và giấc mơ Mỹ này phát xuất từ cái bài phát biểu của Martin Luther King, một vị mục sư nổi tiếng của Hoa Kỳ, trong cái dịp mà mấy chục ngàn người tham dự. I have a dream. Tôi có một giấc mơ. Giấc mơ đó được định nghĩa là giấc mơ Mỹ. Và giấc mơ Mỹ đó, nhiều người đã chết vì nó, nhiều người đã bị bế tắc vì nó, nhiều người đã được hạnh phúc vì nó, nhiều người đã được dân chủ tự do vì nó. Giấc mơ Mỹ có hai phương diện, tốt và xấu. Đừng nhìn giấc mơ Mỹ ở một phương diện tích cực thôi. Chúng ta cũng có giấc mơ Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Giấc mơ Mỹ mới có nhiều nhất là hơn 200 năm thôi. Và chúng ta cần phải có giấc mơ Ta Bà. Chứ đừng bao giờ cứ nghĩ đến giấc mơ Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Giấc mơ Ta Bà trở thành một Tây Phương Cực Lạc mới, ngay trong mỗi gia đình, ngay trong mỗi cái cơ quan mà chúng ta làm việc. Cái giấc mơ đó khi trở thành hiện thực rồi, chúng ta đang là những chân nhân. Chúng ta đang sống với tình độ hiện tiền. Chúng ta đạt được cái cực lạc bây giờ và tại đây. Triết lý đó sâu sắc lắm, thiết thực lắm, và nó rất là cần để phục vụ mỗi người cho chúng ta. Ngày hôm nay tất cả chúng ta tăng đoàn và các Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc tưởng niệm sự ra đi của Tỳ Kheo Ni Diệu Huệ, một người đã có 25 năm phụng sự cho chùa Giác Ngộ và Phật tử. 74 tuổi mà ra đi đó thì được xem là quá thọ rồi. Ra đi nhẹ nhàng đó là một điều rất là an vui. Cho nên mong rằng là tất cả chúng ta ôn lại những lời Phật dạy về cách thức chết, là tiến trình tái sinh, cảnh giới tái sanh, lộ hình tái sanh, sự sống an lạc hạnh phúc, chuẩn bị kiếp sống này để chúng ta chết được nhẹ nhàng và nhanh chóng. Và cái quy trình đó nó tái diệt chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ có sự kết thúc. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ